Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Ca Tin Mừng trong dịp lễ Chủ nhật 16 thường niên 5C. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này, Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Viễn Sứ, Thinh Lặng. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Dành phút thanh lặng cho tâm tư trở về bên Chúa, giữa cuộc sống bon chen bao suy tính khắc khoải triền miên, hay ngồi dưới chân Ngài phút ngẫm suy yên lặng một mình, cho lời Chúa vang lên để hồn con nghỉ ngơi an lành. Lắng nghe từng lời Chúa dạy là lời thiêng dồi dào sức sống, giúp cho cuộc đời thế trần để bình minh thắp sáng niềm tin. Lắng nghe từng lời Chúa dạy là bài ca tình yêu chất ngất, khúc ca tràn đầy ước vọng để đời con hạnh phúc bình an. Ôi lạy Chúa Giêsu, con hôm nay trở về nhan Chúa, khi cuộc sống ra rời bao lo lắng vất vả ngày đêm, được thoát lên cao với cánh tay vươn lên cùng Ngài, nhân chìm những lo toan tìm bình yên thắm trong kinh cầu. Lắng nghe từng lời Chúa dạy là lời thiêng dồi dào sức sống, giúp cho cuộc đời thế trần để bình minh thắp sáng niềm tin. Lắng nghe từng lời Chúa dạy là bài ca tình yêu chất ngất, khúc ca tràn đầy ước vọng để đời con hạnh phúc bình an. Vẫn còn nhớ khi xưa Maria ngồi cạnh bên Chúa, trong ngày Chúa viếng thăm mà ta vẫn tất tạ ngược xuôi. Chúa nhìn xuống hai người, Chúa thiết tha ban cầu ân cần, quý trọng biết bao nhiêu là ngồi nghe Chúa trong thinh lặng. Lắng nghe từng lời Chúa dạy là lời thiêng dồi dào sức sống, giúp cho cuộc đời thế trần để bình minh thắp sáng niềm tin. Lắng nghe từng lời Chúa dạy là bài ca tình yêu chất ngất, khúc ca tràn đầy ước vọng để đời con hạnh phúc bình an. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Ca Tin Mừng trong dịp lễ Chủ nhật 16 thường niên 5C. Tấn Đạt xin chào quý vị.